Hôm trước thì em Hương đã lên sóng về rất là nhiều dòng xe Vios ở bên em Hương, nhưng là số sàn thì nhiều khách hàng quan tâm là số tự động. Thì hôm nay em Hương đã về thêm được một chiếc xe Vios đời 2015 bản G số tự động đẹp. Nhưng điều đặc biệt là em này nó đã độ lên đèn bi rồi, và hơn nữa là độ lên body rất là đẹp luôn. Các bác nhìn mặt phía trước của chiếc xe Vios này, em này là bác chủ cũ tư nhân sử dụng người Hải Dương dùng nhá các bác nhé. Xe thì độ lên body cực kỳ đẹp luôn. Nhìn một chiếc xe Vios bình thường các bác sẽ nghĩ là dòng xe này để chạy taxi hay là dịch vụ, nhưng không hề, đây là một chiếc xe gia đình sử dụng và độ thêm body cực kỳ đẹp luôn, lên đèn bi salon rồi. Đây, em sẽ quay chi tiết phần độ body của em nó nhé. Đời 2015 số tự động đẹp. Đấy, một dàn lốp cực kỳ xịn xò luôn, dày dặn, không hề mòn. Lốp còn khá là dày dặn và bộ la răng các bác nhìn này. Bộ la răng thể thao chất trời, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Nếu như bản E đã là bản đủ rồi thì bản Vios nó là bản xịn xò luôn. Xi nhan tích hợp ở trên gương các bác nhìn này. Riêng những cái phần này độ hết body, bình thường nó sẽ không có như vậy đâu. Nhưng em này nó độ lên body rồi. Tay nắm cửa ốp hết mạ chrome, lẹp chân kính này. Gương kính thì liền đời theo xe. Vios đời 2015 giá chào bán chỉ 415 triệu. Cho những bác nào quan tâm về chiếc xe gia đình sử dụng, độ body cực đẹp cho em. Không chỉ sở hữu lốp sơn đen bóng đẹp, ngoại hình đẹp mà em nó này, ngay từ chất lượng xe thể hiện ngay từng con ốc, từng con ốc nhỏ đẹp mà không hề bị vặn mở này. Riêng phần táp đi, các bác nhìn này, táp đi cánh cửa đây, tất cả form dáng mới rồi. Và đây là đường dập lồi. Thì em này nó là những cái hàng chỉ nhá, hàng chỉ may, nhưng nó là bằng nhựa cứng, thiết kế là giả, được giả da giả may đấy ạ. Xong lại còn dán thêm những cái mạ vân carbon này, tay móc cửa sáng choang này. Gương kính dòng này tất nhiên phải là auto tự động rồi. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa cho em. Keo chỉ zin, 4 cánh cửa đều là keo chỉ zin hết. Kệ bước chân lên xuống vì ớt ốp mạ chrome cao cấp rồi. Móc khóa hay những cái thông số nhỏ lẻ này còn nguyên và đẹp như thế này, móc khóa sáng choang luôn. Từng con ốc em Hương zoom kỹ này, các bác nhìn này, không hề bị vặn mở nhá. Em sẽ quay luôn bên trong khoang nội thất của xe. Ghế da cũng là ghế da zin đời 2015, số tự động đẹp đây ạ. Với cái màn hình giải trí cỡ lớn, các bác nhìn này, màn hình giải trí cực lớn luôn. Điều hòa đến mát lạnh. Đó, xịn xò đúng không ạ? Các bác nhìn này, điều hòa đến dòng này sẽ là auto tự động cho em. Điều hòa auto tự động có cổng sạc 12V. Các bác nhìn này, auto nhá, bản G mà. Bản G sẽ là auto tự động rồi. Trên vô lăng cũng tích hợp cho em những cái led bài này, tăng giảm âm lượng. Cụm đồng hồ thiết kế cực kỳ sắc nét và rất là dễ nhìn luôn. Và bên táp ly đây, táp lô thì cũng có cho em một túi khí an toàn ở trên phần ghế phụ này. Bác chủ thì ngồi đây có túi khí an toàn ngay trên vô lăng. Một trong những cái tình huống xấu nhất khi mà xảy ra đi trên đường thì nó sẽ là một cái phao cứu mạng cho mình. Không chỉ sở hữu 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa mà hai cái loa chép nhỏ ở trên đầu xe như này. Âm nhạc nó truyền tải vào, những bác nào mà yêu thích nghe âm nhạc thì với cái dòng loa chép thêm này nó sẽ đi đều hơn nhá, nó sẽ đi đều nhạc hơn cho mình. Củ số, cần số đây, cần số thì cũng được ốp hết cái mạ vân carbon rồi, sáng choang với cái hệ thống số là xích sắc như thế này. Phanh tay cũng sắc nét này. Riêng cái phần chống mỏi tay bác chủ cũ này, các bác nhìn này, lắp thêm một cái chống mỏi tay như này, nhưng mà đây đấy, hình con bò tót đúng không ạ, rất là mềm luôn, giống như là một cái gối mềm ấy ạ. Đậy trên đây, bên trong đây là cái gì đây, có thể nói là bác chủ cũ là một cái bác hình như là có một chút gì về tâm linh. Trên này có một cái bình an, có một cái bùa bình an. Và cái này, đây là chống mỏi tay cho mình, cực kỳ êm luôn. Trần là trần lỉ nguyên zin các bác nhé, trần lỉ nguyên zin. Phía dưới có thảm 3D, trên là thảm rối, vừa sạch sẽ vừa dễ dàng vệ sinh. Lẹp chân kính này, lắp hết lẹp chân kính trên và vừa dưới rồi. Tay nắm cửa cũng ốp mạ chrome cao cấp cho em. Một chiếc xe Vios bản G xịn đời 2015 số tự động đẹp đây. Ghế da cao cấp xịn xò cho em. Với hàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi luôn các bác này. Có hộc để đồ cá nhân, thảm sẽ rối sạch sẽ rồi. Ốc nhái không hề bị vặn mở này. Tay nắm cửa sáng choang, kệ bước chân lên xuống đầy đủ cho em. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh này. Bốn cánh cửa đều có là keo chỉ zin cho em nhé. Kể cả phần gioăng cửa cũng không hề bị mục mọt, không hề bị rách vỡ. Những phần gioăng đây đấy, độ lên body rất là xịn xò luôn. Một dàn lốp dày dặn này, Vios đây. Nhưng mà thật sự đây là một dòng xe độ rất là đẹp luôn. Nếu như em mà đã gửi hình ảnh thì các bác không thể nhìn thấy hết cái đẹp của nó đâu. Quay video như thế này nhìn lên nó mới là đẳng cấp luôn. Phía sau thì cũng trang bị cho em là cam lùi đầy đủ cho em rồi. Biển 34 tư nhân sử dụng. Cái thanh ngang này cũng là ốp mạ chrome cao cấp cho em các bác nhé. Cả phần thanh ngang cũng vậy luôn.
Đây, phía sau xe thì cũng thiết kế cánh gió nó hơi vút lên như thế này các bác nhé, hơi vút lên. Khoang hành lý của chiếc xe Vios với thiết kế bản sedan 2 đầu, dung tích lớn các bác nhìn này. Khoang cốp cực kỳ là rộng rãi luôn, thảm sàn rất là sạch sẽ, nếu mà có vệ sinh cũng rất là dễ luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích nốt vẫn còn nguyên nhé. Kia là dụng cụ tăng kích nốt này, lốp sơ cua này, la răng xịn sò rồi. Máng nước hai bên phía sau cũng không hề bị vặn mở hay là bị đâm xô gì, cam kết luôn cho mình. Keo chỉ zin đi hết toàn bộ luôn phần phần lắp cốp xe các bác này, phần lắp cốp các cái lốt cắt này, các cái lốt thoát nước hay là cái thảm chống nóng giảm nhiệt đời 2015 và giữ nguyên zin đẹp như thế này. Chỉ số gương kính đây, tất cả đều là liền đời theo xe. Máng nước hai bên sạch đẹp như thế này. Còn chần chờ gì khi mà không sở hữu cho mình một chiếc xe Vios đẳng cấp thương hiệu đến từ nhà Toyota đời 2015, số tự động đẹp mà giá chỉ có 415 triệu, em vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Đấy, lốp sơn xịn sò luôn đúng không ạ, lốp sơn sáng bóng này, độ lên body, tay nắm cửa ốp mạ chrome, gương kính thì liền đời, từng con ốc tắt ni cửa em đều quay chi tiết cho mình. Đã mua xe của em Lê Hương thì các bác cứ yên tâm về phần chất lượng. Giá cả em cũng để cho mình một cái giá hợp lý nhất nhá. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh đây, từng con ốc nhỏ nhất hay là những cái phần như là ngoại tiểu tiết như gioăng cửa này, những cái gioăng này cũng vậy thôi, không hề bị rách vỡ nhá. Đóng cửa nghe tiếng chắc lịch luôn. Lẹp chân kính này, chỉ số gương kính này đều là liền đời theo xe hết. Mở cửa ra cánh cửa nó đầm, nó chắc, nó không phòng phành đâu ạ, thân vỏ rất là cứng cáp luôn. Táp ly cửa đây, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin này, ốp mạ chrome đây. Đặc biệt là cần phần bước chân lên xuống cũng ốp mạ chrome cao cấp cho em rồi. Quan trọng là từng con ốc không hề bị vặn mở luôn. Ghế da xịn sò, táp ly táp lô sạch sẽ rồi. Những bác nào mà yêu thích về dòng xe Vios đời 2015 bản G, số tự động đẹp gia đình sử dụng và độ lên được cái body rất là đẹp luôn, cực kỳ quyến rũ lên nhá các bác nhá. Nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Quay luôn cả đăng ký đăng kiểm cho các bác xem này. Tháng 1 2024 và tháng 7 2023, tức là còn hơn 1 năm và gần 2 năm nữa cơ, các bác mới phải thay đổi đăng kiểm nhá. Vừa rồi thì em đã quay về chi tiết về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe Vios bản độ full body đẹp như thế này. Bây giờ em sẽ quay khoang động cơ máy móc của xe, một trong những cái phần mà quan trọng nhất khi các bác xem xe và quyết định thành hay bại nó ở cái khu vực này đây ạ. Em sẽ mở luôn cho mình xem luôn nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Vios bản G đời 2015, hay còn gọi là trung tâm bộ lão, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe. Vì đây là cái phần quan trọng nhất khi các bác xem xe thì em cũng quay luôn trực tiếp cho mình, không hề giấu giếm một chút gì nhá. Tình trạng xe như nào thì em Hương sẽ báo như vậy. Máy số zin tư nhân gia đình sử dụng các bác nhìn này. Từ những cái con ốc nhỏ nhất này các, đây là những cái bút chấm sơn nguyên bản nhá. Nếu như không nguyên bản nó sẽ bị mất hết rồi, không còn giữ được đâu. Và đây 1 2 3 4 4 máy này, các cái thanh ngang này, nói chung là khoang động cơ máy móc của Vios rất là dễ nhìn, không hề rối mắt. Nên các bác chỉ cần biết một chút về xe hoặc không biết gì về xe nhìn phát cũng là ra ngay. Đây nhá, động cơ máy móc của xe đây, máng nước hai bên không hề đâm xô hay là ngập nước, không hề bị biến dạng, kể cả những cái thanh ngang, những con ốc như thế này. Đây, các bác nhìn kỹ ạ. Keo chỉ zin, phần lắp cabo xịn sò, các cái lốt cắt tròn xe, ngay cả cái thông số sticker của nó vẫn còn nguyên trên lắp cabo nhá. Thảm chống nóng giảm nhiệt đời 2015 đến đời 2022 là 7 năm vẫn còn được giữ nguyên. Xe gia đình sử dụng quá là xịn sò rồi. Những bác nào thật sự quan tâm và yêu thích một dòng xe, thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai là không hề bị xuống giá, xuống mất giá theo thời gian, thứ ba là chi phí sửa chữa thấp, thứ tư là ăn ít xăng, và thứ năm là đi rất là lành luôn. Những bác nào quan tâm về dòng xe Vios bản E xịn, à bản G xịn, số tự động đời 2015, độ lên đèn bi salon, độ lên body rồi, thì nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790, hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, thì em Hương sẽ tư vấn cho mình cũng như để cho mình một cái giá tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần, thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.